Chủ nhà ngủ quên, để trộm leo lầu dễ ơi là dễ trộm tài sản. Làm việc khuya ngủ quên, một nhà dân tại thành phố Hồ Chí Minh bị trộm đột nhập lấy tài sản hơn 30 triệu đồng. Công an phường 14 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận tin trình báo của người dân về vụ bất trộm tài sản xảy ra trên địa bàn. Qua đây, chủ nhà muốn nhờ kênh Sài Gòn TV chia sẻ đến mọi người để nâng cao cảnh giác. Theo thông tin ban đầu, bà NNAT, 50 tuổi, ngụ quận 10 cho biết hơn 3 giờ ngày 13 tháng 6, các con của bà thức dậy, phát hiện mất tài sản nên đi tìm. Xem lại camera an ninh, thấy rạng sáng cùng ngày, có hai người nam chở nhau trên xe máy đến dừng gần khu vực nhà bà T trên đường Nguyễn Ngọc Lộc, phường 14, quận 10. Một người đứng cảnh giới, người còn lại đi đến tiếp cận. Trèo lên lầu 1 căn nhà của bà T một cách dễ dàng, dường như sinh ra là để leo rào trèo tường trộm cướp. Người này mở cửa đi vào bên trong, lục tìm tài sản rồi theo đường cũ thoát ra ngoài. Cũng theo bà T, do làm việc khuya các con của bà ngủ quên, cửa chưa được đóng khóa cẩn thận. Gia đình bà T sau đó đã trình báo công an và cho biết kẻ trộm lấy đi một laptop và một điện thoại di động, tổng giá trị tài sản bị mất hơn 30 triệu đồng. Toàn bộ vụ trộm được camera an ninh ghi lại, vụ trộm tài sản này đang được công an điều tra truy xét. Quả thật trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, từ trong ngõ cho đến ngoài xóm, từ trong nhà ra tới xa lộ, từ trộm cướp biệt vương đến trộm cướp thành thị. Cho nên mọi người hãy mạnh tay share những clip như thế này từ Sài Gòn TV để nâng cao cảnh giác trong mọi tình huống. Còn bạn thấy sao về pha trộm cắp này? Comment cho chúng tôi biết với nha. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức trích xuất camera đáng chú ý trong ngày. Gửi ngày tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.